Đôi bạn tốt. Ngày tựa ngày xưa, thím dịch bận đi chợ xa, đem con đến gửi bác gà mái mẹ. Gà mái mẹ gọi con ra chơi với vịt con. Gà con xin phép mẹ dẫn vịt con ra vườn chơi và tìm giun để ăn. Gà con nhanh nhẹn đi trước, còn vịt con thì cứ lạch bạch theo sau. Thấy vịt con chậm chạp, gà con tỏ ra không thích lắm. Ra tới vườn, gà con lấy hai chân bới đất tìm giun. Còn ngón chân của vịt có màng, không bới đất được. Vịt con cứ lạch bạch khiến đất bị nén xuống. Gà con không tài nào tìm giun được. Gà con tức quá nói với vịt con: bạn chẳng biết bới gì cả, bạn đi chỗ khác chơi, để tôi bới một mình. Vịt con thấy gà con cáo với mình cũng buồn, liền bỏ vào ao tìm tép ăn. Một con cáo mắt xanh, đuôi dài, nấp trong bụi rậm, thấy gà con đi tìm mồi một mình, định nhảy ra vồ lấy. Gà con sợ quá, vội ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra bờ ao. Gà con vừa chạy vừa kêu chíp 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 chíp. Vịt con đang ăn ngụm tép, nghe tiếng bạn gọi, vội lướt nhanh vào bờ kịp cổng bạn ra xa. Cáo chạy tới bờ đã thấy gà và vịt đang ở gần ao sâu. Chờ mãi không được, cáo liền liếm mép và bỏ đi. Nhờ vịt có đôi chân như mái chèo bơi rất nhanh mà gà con đã thoát chết. Lúc này gà con mới thấy việc mình đuổi vịt con đi là không tốt và xin lỗi bạn. Vịt con không giận gà mà còn xúc thép cho gà con ăn. Từ đấy mỗi khi vịt con đến chơi, gà con mừng tíu tích đi tìm giun cho vịt ăn. Gà con nhanh nhẹn đi trước, vịt thì cứ lạch bạch theo sau. Hai bạn gà và vịt rất quý mến nhau.